Chương trình Một Tách Trà với An Miên xin kính chào quý vị và xin chào giáo sư ạ. Dạ, xin chào cô An Miên và xin kính chào quý vị khán giả của Sài Gòn TV. Chúng tôi rất hân hạnh được trở lại với chương trình Một Tách Trà với cô An Miên. Dạ, thưa giáo sư và thưa quý vị, chắc có lẽ là quý vị và An Miên cũng đã xem chương trình về vận mệnh tiếng Việt với giáo sư Trần Chính Trí. Và An Miên cũng xin giới thiệu nho nhỏ ngắn gọn, đây là một vị giáo sư có những học vị rất là cao ở nước Mỹ này, và đồng thời giáo sư hiện đang giảng dạy ngôn ngữ học tiếng Việt ở trường Đại học UC Irvine, và đồng thời giáo sư dạy về tiếng Spanish Tây Ban Nha ở cao đẳng Fullerton, Fullerton College. Và phải nói là có một điều phải nói đối với An Miên, đây là một hạnh ngộ và là một cái niềm mà hân hoan nữa, là được biết giáo sư cũng khoảng tuổi của người anh của An Miên, và đồng thời cả một thanh xuân của giáo sư và An Miên cũng sinh ra, phải nói là sinh ra lớn lên trong thời loạn. Cho nên ngày hôm nay có lẽ là An Miên mời giáo sư cùng với An Miên nhắc lại thanh xuân thời loạn. Chắc mà nghe thời loạn là không biết là giáo sư có ký ức như thế nào, chứ An Miên thấy nó khó chịu vô cùng ạ. Dạ, riêng với tôi đó thì cô là lớn lên, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Dạ. Đó mà chúng tôi thì có khai sinh ở Sài Gòn nhưng mà đúng ra là lớn lên ở Nha Trang. Thì thành phố Nha Trang của chúng tôi nghĩ cũng như Sài Gòn, là trong thời chiến tranh đó, mình không có biết chiến tranh. Đối với tôi thì tôi chỉ biết chiến tranh thật sự có hai lần, mà nó cũng đâu xa xa thôi. Tôi là cái mậu thân, tôi là nghe nói đâu đó nghe tiếng pháo kích, và nghe đâu đó nó có Việt Cộng nó về trong xóm thế này thế nọ, nhưng mà cũng không có mục kích được. Và tới ngày cuối cùng của Sài Gòn thì cũng nghe tiếng máy bay bay rầm trời, và cũng đâu đó có tiếng nổ vậy thôi. Đó là cái ký ức chiến tranh của mình, nó chỉ qua báo chí, truyền hình và nghe nói thôi, chứ thực sự thì không có chứng kiến được. Dạ vâng. Thì hồi đó là nói chung là An Miên cũng không có giấu tuổi gì cả. Từ bây giờ tới tuổi không cần giấu nữa. Tức là An Miên sinh năm 1963, và khi cái biến cố, An Miên mới thường gọi là biến cố, chứ An Miên không có thích gọi là ngày giải phóng như là bên miền Nam hay gọi, hoặc là một cái từ nào khác. An Miên thích gọi đó là biến cố, bởi vì nó quá là biến động. Nó biến động, nó giống như là một cơn bão tsunami, nó làm thay đổi hết tất cả, rất rất nhiều người. Mà đôi khi An Miên thấy là có cái câu của ngày xưa, cụ hình như là cụ Nguyễn Bình Khiêm cũng có nói là thế gian, không biết có đúng hay không, mà thế gian biến cải vũng nên đồi. Rồi sau này chúng ta nghe nhan nhản những câu là thăng trầm. Thật ra ngày xưa mà An Miên có nghe các bậc trên nói thăng trầm hay là giống như là thế nọ thế kia thì An Miên chẳng quan tâm. Nhưng chính cái 30 tháng 4 và cái biến động đó, bởi vì lúc đó thì An Miên khoảng là lớp 6 cuối cùng của Gia Long và lên lớp 7, tức là khoảng 12-13 tuổi. Và đồng thời trong gia đình An Miên, là bởi vì An Miên là con út, thành ra các anh lớn là có nhiều cái tuổi khác nhau. Người anh lớn nhất á, thì cũng không còn nữa, nhưng mà nếu còn thì năm nay cũng phải 70 mấy. Rồi kế tiếp theo An Miên cũng có một người anh sinh năm 1960, rồi kế tiếp một người anh sinh năm 1958, rồi là một người chị sinh năm khoảng 55-56, rồi tiếp theo là 40 mấy, là cũng đều chạy dài ra hết. Nhưng mà có những tang thương, quý vị mà nhắc tới cái gì là gia đình An Miên có cái đó, mà không phải là có của đâu quý vị. Nhắc tới người chết biển, An Miên có. Nhắc tới người chết trong phi trường, pháo kích 27-28 trong phi trường Tân Sơn Nhất, có luôn. Rồi nhắc tới những người mà đi vượt biên rồi không có một tin tức gì hết, im hết, cũng có. Đại khái mọi tang thương đều có. Nhưng đối với An Miên, ký ức thời loạn là tang thương, nhưng trong cái tang thương đó, giống như đạo Phật hay có câu là phiền não sanh bồ đề. Và An Miên nghĩ rằng nếu mà mình còn sống sót tới ngày hôm nay thì bất cứ một chuyện gì xảy ra, An Miên vẫn luôn luôn nuôi một ước mơ, nuôi một hy vọng, và phải gieo trồng. Gieo trồng cái gì? Dùng cái quá khứ đau khổ, một cái thanh xuân thời loạn, để nhất quyết truyền lại cho các người mà mình quen biết hay con cháu là mãi mãi phải giữ hòa bình.
làm cách nào cũng vậy, phải chống chiến tranh tới cùng bởi vì nó tàn nhẫn lắm. Thì nếu mà nói thanh xuân thì có nhiều người nói là thanh xuân là phải từ lứa tuổi 17, 18, coi như tuổi mộng mơ, tuổi trăng tròn, rồi cho tới khoảng 20. Nhưng bây giờ An Miên muốn mở rộng cái thanh xuân đi, là từ cái khoảng mà năm 75, 10 tuổi cho đến 25 và có thể là 30, miễn sao chưa lập gia đình. Dạ. Chắc giáo sư cũng rộng lượng cho mở rộng cái tuổi thanh xuân ạ. Dạ, tôi thấy là đồng ý với cái hạn tuổi, với cái định nghĩa của cô về thanh xuân. Yeah. Thì cho dù là tuổi như thế nào đi nữa mà khi chúng ta chưa lập gia đình đó, thì chúng ta cũng có những cái hồn nhiên, cái tự do, cái cách sống nó khác với khi mình có gia đình. Thì chúng ta có thể nới rộng thanh xuân tới cái giới hạn đó. Vâng ạ. Dạ vâng, và chắc là cái giai đoạn đó chắc chắn thôi, giáo sư cũng là đang tuổi thanh xuân, chắc chỉ hơn cho anh Minh giỏi lắm vài tuổi thôi. Nhưng có thể là vì giáo sư là người tiếp xúc với sách vở sớm, như giáo sư đã nói đó, là giáo sư có một cái không hiểu tại sao, tức là giáo sư sinh ra, anh Minh gọi là di truyền, là giáo sư yêu thích dạy học. Mà nếu một người yêu thích cái ngành giáo dục thì chắc chắn người đó phải đọc nhiều sách vở. Và đối với anh Minh, vì anh Minh biết mà, qua An Miên nhìn chung quanh mình á, là đọc sách đối với An Miên á, là một hình thức gọi là du hành, du lịch, không tốn kém công sức gì cả, nhưng mà tốn kém là trí não, trí tuệ để mà học hỏi, và học hỏi rất là nhiều. Thì giáo sư có thể, dĩ nhiên là không nói về giáo sư và cũng không nói về An Miên, ở đây chúng ta đang nói tới cái lứa tuổi thanh xuân trong thời loạn. Thì bây giờ để chia ra cho dễ thôi, chứ không phải là mình cứ nắm lấy cái biến cố 30 tháng 4. Tức là bởi vì có cái biến cố 30 tháng 4 năm 75, một số thanh xuân được ra đi ngay cái ngày đó, một số ở lại. Rồi trong cái số thanh xuân ở lại, có một số vượt biển, vượt biên, tức là đi đường bộ, đi đường thủy. Còn có một số vượt hoài không được, đành phải mắc cạn. Thì chúng ta nói tới coi như là gọi là ba nhóm như vậy. Vâng, thì tôi nghĩ là như thế này, đúng là vậy. Chúng cô và tôi đang nói chuyện về với đề tài là thanh xuân thời loạn, thì dĩ nhiên chúng ta cũng sẽ nói chia sẻ một số ký ức của cá nhân, nhưng mà với cái ý tưởng là cái cá nhân đó nó hòa trong cái chung của những người Việt Nam, mà đặc biệt là cái lứa tuổi thanh xuân. Cái lứa tuổi thanh xuân của chúng ta không may là phải làm chứng nhân cho lịch sử. Đáng lẽ chúng ta phải lớn lên một cách bình thường, hồn nhiên, hưởng trọn hết những gì mình có thể hưởng trong tuổi thanh xuân rồi mới lấy vợ lấy chồng. Mới bị đời đá cũng không sao. Mà lúc, mà lúc đó thì không sao. Nhưng mà khổ một nỗi là chúng ta lại phải trở thành chứng nhân lịch sử bất đắc dĩ. Và như cô nói đó, là như hình trong một cái show kỳ trước chúng tôi cũng có tâm sự là chúng tôi thích đi dạy từ nhỏ, thì cái đó cô nói rất là hợp lý, là những người như vậy thì lại thích đọc sách. Tôi mê đọc sách lắm, và tôi có thể mê đến nỗi mà hễ mà cái gì mà có chữ là tôi đọc, chứ không những là cuốn sách. Ví dụ tôi ngồi một chỗ nào đó mà tôi buồn quá, mà tôi thấy trước mặt tôi có một cái toa thuốc bằng tiếng Việt hồi đó đó, tôi cũng đọc luôn cái toa thuốc, nó có chữ là tôi đọc thôi, không cần biết nó hay dở mà phải đọc. Là mê sách như vậy. Và không biết hồi đó cô An Miên hưởng cái thú đọc sách tới đâu. Chứ tôi thì tôi mê, và các quý vị đang theo dõi chương trình này cùng lứa tuổi với chúng tôi cũng có thể đồng cảm là hồi đó mê những cái tạp chí cho thiếu nhi lắm. Ví dụ như Tuổi Hoa, Thiếu Nhi, Thằng Bờm, Tuổi Ngọc, Ngàn Thông. Và nhất là đọc tạp chí chưa đủ, tại vì một tuần mới ra một lần, một tháng mới ra một lần, chờ lâu lắm. Thì phải đọc qua các tủ sách Tuổi Hoa, Hoa Tím, Hoa Xanh, Hoa Đỏ, xong có tủ sách Mây Hồng, rồi tủ sách nhiều lắm. Sau này nó ra, nghĩa là tôi còn nhớ những cái ngày đó, và tôi nghĩ nói như chúng ta đó, nói về mình nhưng mà nói về tất cả mọi người. Những chiều tan học á, mà đúng là ngày đó mà báo nó ra đó, là mình háo hức, mình chạy về ngang cái sạp báo để mua cái tờ báo thật là đẹp, còn thơm mùi mực mới, để về nhà thưởng thức. Thành ra cái đó là một trong những cái đẹp nhất của tuổi thanh xuân của miền Nam Việt Nam của chúng ta hồi đó, tôi nghĩ như vậy.
Dạ vâng, cái đó đúng. An Biên còn nhớ là có cái tạp chí, có báo báo chính luận thì phải. Dạ, có cái vâng. mục mà My Baby. Dạ, đó, đúng vậy. Nhắc cái đó là có cả một kỷ niệm mà phải nói là rất là buồn cười. An Biên có một người cậu là em út của mẹ An Biên, thì cậu đó cậu cũng hơn An Biên cũng khoảng mười mấy tuổi, gần 20. Thì cậu về cậu cứ nói, cứ gọi An Biên là bé út, viết văn đi, đang báo kiếm tiền. Mà hồi đó An Biên thật ra rất là ngu si. Cứ ngỡ là mình giỏi lắm, thì vì ở nhà mà cứ được khen, được mọi người thấy bé rồi, cứ ở trong nhà hoài, thành ra ai cũng coi gọi là dù có vợ cũng nói là giỏi. cứ mọi người trong nhà là sau này An Biên gọi là cứ ca lên trời vậy đó, là An Biên tưởng bở. Thế là An Biên cũng cố mà viết, lúc đó khoảng lớp 4, lớp 5 thôi. An Biên viết một cái câu chuyện rất là ngây ngô, mà bây giờ đọc lại thì thấy trời ơi, ghê quá. Thì cậu mới đem lên cậu nộp cho cái báo chính luận. Thì cái câu đầu tiên là không biết tại sao là như thế nào mà cái ông chủ bút ông dễ thương lắm, ông gửi một cái phong bì nho nhỏ, ông muốn cho An Biên một cái tờ tiền nho nhỏ trước 75. An Biên nói cái tờ tiền đỏ hình con cọp vậy đó, mấy trăm đó. Thì ông bảo là lần sau viết tiếp sẽ đăng. Hay quá. Thành ra An Biên nghĩ là nó ngây ngô ông khéo lắm. Quá. Nhưng mà An Biên sau này An Biên nghĩ chắc cái bác đó có quen gì với gia đình mới vậy, chứ đâu ai tự dưng thay vì la cho một mắt. Nhưng mà thưa quý vị, phải nói là tuổi thơ đôi lúc mình khờ, nhưng mà cái khờ đó lại là một cái ký ức sống mãi cho tới sau này người cậu không còn. Mà mỗi kỳ mà nhắc tới thì An Biên lại nghĩ bụng, trời ơi, cậu mà còn là kỳ này là cậu phải biết tay cháu. Cậu hại cháu quá. Thưa quý vị, đó là một trong những cái tuổi thơ mà An Biên còn nhớ là trước 75. Là có nhiều sách báo như nãy giáo sư nói. Rồi sau 75 đối với An Biên á, là hầu như năm đó mới 12, 13 mà An Biên có cảm giác mình trưởng thành, mình lớn hẳn sau một cái ngày dài biến cố đó. Dạ vâng. À, đúng vậy, cái tuổi thanh xuân của chúng ta bị thu ngắn lại, và phải nói là đùng một cái chúng ta không còn trẻ nữa. Yeah. Chúng ta chứng kiến cái tôi gọi là cái trò chơi của người lớn. Tại vì đó là cái cảm giác của tôi cái đêm mà nằm nghe máy bay trực thăng bay rầm trời. Và chính quyền Sài Gòn bỏ chạy để mà mở ngõ cho quân đội cộng sản vào. Thôi không hiểu tại sao lúc đó tôi cũng mới mười mấy tuổi thôi mà tôi đã nghĩ đây là cái trò chơi của người lớn. Mà cái trò chơi này nó tới lúc nó phải đổi chủ rồi. Thành ra cái cảm giác lúc đó nó lạ lùng, và tôi nghĩ đã nghĩ được tới đó rồi là không còn trẻ nữa, không còn hồn nhiên nữa. Nhưng mà giáo sư có thấy ấm ức như An Biên không? Là tại sao các vị, nghĩa là những người lớn làm đủ chuyện rồi cuối cùng gọi là các người ăn ốc mà chúng tôi đi đổ con vỏ. Con cháu phải gánh chịu có chứ. Dạ, thành ra An Biên vẫn còn có một cái niềm ấm ức như ức vậy. Chứ và ấm ức cho đến bây giờ vẫn còn ấm ức. Vâng. Nhưng mà mình cũng không có thể đổ lỗi được cho người lớn, tại vì họ cũng đâu có muốn thua đâu. Cô thấy không? Nhưng mà rõ ràng là như cô nói là người lớn làm mà con cháu chịu, thì cái đó nó cũng có một cái, nếu nói theo kiểu nhà Phật là cái nghiệp rồi. Nó cha mẹ làm thì là con cháu phải chịu, hay là sao đó chứ, thì đúng là ấm ức. Nhưng mà một mặt là chúng ta cũng biết là các cụ đâu có muốn thua. Và những cái ngày cuối An Biên nhớ như là nãy giáo sư kể đó, An Biên mới nhớ lại là tivi lúc đó trong nhà là coi như là mở liên tục. Rồi lúc thì giống như là thất trận ở đây, tuyên bố ở đây rồi cứ rút dần. Rồi bắt đầu là trong gia đình đó, tại vì nhà An Biên đặc biệt đó là gia đình gọi là di cư vào Nam. Và trước khi di cư vào Nam thì là bên nội và bên ngoại đều bị đấu tố, mà không phải đấu tố thường, tức là đấu tố đây tức là cụ ngoại thì bị cắt cổ. Tức là ông ngoại của mẹ An Biên thì cắt cổ, rồi bà ngoại của mẹ An Biên đó là thấy chồng bị giết, rồi bà sợ hãi quá, bà mới thắt cổ tự tử. Thì mà không phải thắt cổ tự tử trong nhà, từ lúc đó Việt Minh nổi lên thì cái thời mà trước năm 54 đó là vô làng, vô cái vùng nơi bà ở, mà bên ngoại của An Biên là bà, ông bà là cụ là chồng đồi trà, vườn trà ở Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Dương. Thì đầu tiên là giết cụ trước, rồi người vợ bắt giam, và mẹ An Biên thường gọi là nhà xí, tức là cái nơi mà ô uế mà ở cách biệt ở cái một cái góc nào đó ở trong vườn. Thì cụ bà nhìn thấy như vậy, tức là giết tại chỗ đó chứ không phải đem đi đâu hết á, thì cụ bà mới thắt cổ để chết. Tại sao mà biết được? Thì lúc đó thì các con cái ở tỉnh đã chạy được,
Còn ông bà cụ vì ở dưới quê quyến luyến với ruộng vườn, thành ra không đi, không đi kịp chứ không phải là không đi. Thì đại khái rồi các bác là bị giết rất là nhiều, những ai không đi kịp. Còn riêng bên nội thì hầu như là tàn sát gần hết, chỉ còn bố An Miên với lại một người em út là thoát được ra Hà Nội. Thì vì cái đó thành ra khi mà Sài Gòn thất thủ là gia đình An Miên đã canh cánh để mà đi. Mà không phải riêng gia đình An Miên, có những người bạn An Miên học Gia Long cũng vậy nữa, là cũng nói là ở gia đình sẽ đi ngày mấy thì hẹn nhau ở đâu đó ở Tân Sơn Nhất, nhưng mà cuối cùng thì cũng không được. Rồi nó có rất rất nhiều biến động. Và không phải riêng An Miên mà An Miên quay trở lại là sau khi đi không được, ở Tân Sơn Nhất cũng không được, đến chỗ UCET thì cũng không được, thì lúc đó loạn rồi, lúc mà chưa 30, khoảng 20 mấy thôi mà đã bị loạn lên hết rồi. Rồi lúc đó sợ quá, ở gia đình An Miên như chuẩn bị là về chùa Xá Lợi, thì thôi để dành chờ chết á. Tại vì bố An Miên nghĩ là khi vào là chắc chắn là với cái gọi là cái lý lịch mà bị giết hụt á là sẽ bị giết chết. Khi ở chùa thì vị sư phụ, sư cụ trụ chùa, trụ trì ở chùa Xá Lợi rất là có lòng nhân, mà An và An Miên ở đó tới hàng tháng trời đó. Thì trong lúc ở đó đó, thì sau 30 tháng 4 An Miên có chạy qua bên trường Gia Long đó, ngay đó để ngó. Thì cái điều kinh hoàng mà cho tới giờ vẫn là một cái, đối với An Miên là cơn ác mộng. Là nghe nói thôi là mấy cái vợ chồng của ông bà lao công hay là những người giữ trường đó là bị pháo kích chúng. Tự ở gần đó hình như là có một cái cơ quan của Pháp gì đó, thông tin gì đó. Thì cái đó là cái điểm để mà Việt Cộng pháo kích vào. Thì khi pháo kích có thể là chật, thì chật sao mà rớt ngay cái chỗ mà cái khung đồng hồ ở trường Gia Long á. Thì không biết tại sao mà lại ông bà mà người mà giữ trường ấy lại chết. Thì cái xác của họ, cái máu với thịt á, An Miên xin lỗi là chưa graphic. Nhưng mà An Miên phải kể, thì đây là một cái ký ức mà An Miên nghĩ là cũng có nhiều người có thể không nhìn thấy cảnh này, nhưng An Miên thấy. Nó máu nó bắn lên hết tất cả cái vòng cung vòng tròn của trường Gia Long á. Rồi vài một tuần sau An Miên bước vào cũng chưa ai vô trường hết, mà cái đó nó khô lại rồi. Tức là An Miên chứng kiến từ lúc nó còn tươi, nghĩa là nó còn ro, và cho tới lúc mà nó khô là từ An Miên ở chùa Xá Lợi tới gần một tháng trời. Thì cứ ngày ngày là cứ chạy qua đó, là cái trường xưa của mình mà chỉ đứng lấp ló ở ngoài ngó cho cái đồng hồ thôi rồi đi vô. Rồi sau đó thì dĩ nhiên là cũng về nhà. Nhưng mà đại khái ý An Miên muốn nói là An Miên là một trong những người mà chứng kiến những cái ngay cái ngày đó với cái lứa tuổi đó. Còn phải nói là mấy anh chị của An Miên á, thì có một số đi được, rồi một số là ở nơi khác, nhưng mà cũng không chạy qua xem. Chỉ có An Miên là thắc mắc. Một mình An Miên cứ lén lén buổi trưa ở trong chùa đọc kinh, rồi mọi người im lặng lắm, thì An Miên lén chạy qua trường của mình. Từ chùa Xá Lợi với trường gần nhau lắm, cách một con đường bà huyện Thanh Quang, là chạy vô để đứng được cái đồng hồ ngó. Thì cứ liên tục như vậy. Thành ra đối với An Miên á, cái đó là một cái ký ức phải nói kinh khủng vô cùng. Lần đầu tiên An Miên nhìn thấy cái chết ngay trước mắt mình, đó là cái vấn đề mà xương thịt xác chất chồng như vậy. Rồi trên con đường mà từ Tân Sơn Nhất đi về nhà, An Miên nhìn thấy một cái chân của một người phụ nữ, mà cô gái chắc có lẽ là đẹp, vì cái đôi giày cao gót của cô đó là còn lòi ra ngoài phía cái xe hơi, thì chỉ thấy cái đùi của cô thôi. Thì chắc chắn là đã chết bên trong, nhưng mà bởi vì ngồi sau xe bà chị An Miên chở, thành ra An Miên chỉ liếc một cái. Chị An Miên không thấy gì hết, tại vì lo lái xe. Còn riêng An Miên là nhìn hết quang cảnh suốt từ đường Tân Sơn Nhất mà đi theo con đường Lê Văn Duyệt. Tại vì nhà An Miên cũng khúc Lê Văn Duyệt, đi ngang qua nhà không dám ngó, chạy thẳng để đến chùa Xá Lợi. Nghe cô kể thì tôi nghĩ rất là đau buồn. Thì tôi nghĩ là nếu như theo như chủ đề của cô đó, tôi nghĩ là thanh xuân của chúng ta đó chấm dứt ngay từ lúc đó. Vâng. Tại vì khi đã gọi là thanh xuân phải là tuổi trẻ, chung quanh chúng ta chỉ phải toàn màu hồng thôi, phải không? Chúng ta phải thấy cái vui, phải hồn nhiên, phải vô tư, mà chúng ta không còn được như vậy nữa. Thì tôi nghĩ là ngày 30 tháng 4 và tất cả những gì chúng ta chứng kiến được, những tất cả những cảnh tang thương, chết chóc, đổ nát, tất cả những cái đó là đánh cái dấu chấm hết cho cái tuổi thanh xuân của chúng ta rồi. Nhưng mà giáo sư có thấy rằng nói là chấm hết chứ nó đâu có chấm hết đâu, bởi vì cái bản chất cái tuổi của chúng ta đôi khi nó lại nhớ đó mà lại phải sống, phải không? Phải sống, vâng. Yeah. Phải sống, nhưng mà sống một cách phải nói là gắn gượng và cay đắng lắm. Tức là chúng ta phải nói qua cái giai đoạn kế tiếp của sau ngày 30 tháng 4. Phải không ạ? Thì cô cũng như tôi là chúng ta còn ở lại khá lâu thì mới đi được. Lâu lắm. Riêng chúng tôi thì ở lại 11 năm và phải tiếp tục đi học.
đi học xong rồi ra trường rồi đi làm với trong cái chế độ mới thì và phải đi lao động như cô biết đó, phải đi lao động rồi phải họp phường, họp xóm, họp khóm, thì tôi nghĩ là tất cả những cái đó đó nó làm vẩn đục cái tuổi thanh xuân về về cái mặt phát triển bình thường của chúng ta đó thì vẫn là thanh xuân. Nhưng mà thanh xuân mà phải đối diện với tất cả những cái gì nó trái với cái cuộc sống bình thường đó thì nếu có còn thanh xuân đi nữa đó nó cũng gắng gượng. Dạ vâng. Đúng nó vẫn đục mất rồi. Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn quý vị đang theo dõi. Xin quý vị giữ màn hình, chương trình sẽ trở lại sau vài phút cho phần thông tin thương mại.